Ngôi chùa tọa lạc trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình này thuộc loại cổ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng vào năm 1744, tên gọi chính thức là chùa Giác Lâm và còn có tên khác là Cẩm Sơn hay Cẩm Đệm, là tổ đình của phái Thiền Lâm Tế Tông ở miền Nam. Ngôi chùa mang không khí thanh tịnh, làm lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, yên bình. Ngoài kiến trúc ấn tượng, xây theo phong cách Nam Bộ, nghệ thuật chạm khắc tinh tế, chùa Giác Lâm còn nổi bật với bộ 113 pho tượng cổ, hầu hết là bằng gỗ. Đi đến đây thì cái không khí rất là ấm áp, với lại là mang cái tính là văn hóa của Việt Nam. Mọi người ở đây thì đi đến cũng muốn là một cái sự bình an cho bản thân và cho gia đình mình. Cô hay đi chùa này, cô rất thích cái chùa này. Rất là yên tĩnh và là thật là oai nghiêm. Có tuổi đời gần 120 năm, chùa Ngọc Hoàng tọa lạc trên đường Mai Thị Lựu, quận 1, nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh là cổ tự linh thiêng. Bên cạnh yếu tố tâm linh, ngôi chùa này còn sở hữu vẻ đẹp kiến trúc Trung Hoa mỹ lệ, cổ kính. Ban đầu, đây là ngôi điện thờ Ngọc Hoàng của cộng đồng lưu dân Trung Hoa đến lập nghiệp ở vùng đất Sài Gòn Gia Định. Đến thập niên 80 của thế kỷ 20 mới trở thành chùa mang tên Phước Hải Tự. Ngôi cổ tự này càng nổi tiếng khi là nơi Tổng thống Mỹ Obama từng ghé thăm. Mình đến chùa thì mình kiểu là mình mong ước những cái điều mà mình muốn cầu nguyện. Thì nói chung là em cũng cầu duyên và cầu nguyện những cái điều tốt đẹp cho mình với lại gia đình của mình. Có hàng chục ngôi chùa tuổi đời trên 100 năm, nhiều ngôi tới gần 300 năm vẫn còn hiện diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là công trình tôn giáo, các ngôi chùa còn là chứng nhân cho quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn Gia Định nhiều thế kỷ qua. Đó còn là những di tích, kiến trúc độc đáo, di sản nhiều giá trị của văn hóa Nam Bộ nói riêng và văn hóa truyền thống Việt Nam. Đây cũng là một cái nơi di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Thì trách nhiệm và bổn phận của quý thầy trong ban chủ trì tổ đình Giác Lâm phải có trách nhiệm gìn giữ và phát triển thêm, phát huy gìn giữ những gì đã có và phát huy những gì chưa có để gìn giữ và bảo tồn di tích lịch sử cho nó tốt hơn. Năm mới, du xuân vãn cảnh cổ tự để tập sống chậm và yêu thương nhiều hơn. Du khách còn động lại những ấn tượng khó phai về các điểm tham quan thú vị, độc đáo về lịch sử, văn hóa, về vùng đất và con người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.